Thưa quý vị và các bạn, là lực lượng có vai trò rất quan trọng, chiếm hơn 70% trên tổng số lao động ở nông thôn. Những năm qua, cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện, phụ nữ huyện Hoành Bồ đã tích cực lao động sản xuất kinh doanh, tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua như phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Gắn với triển khai có hiệu quả cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình 503 sạch gắn với phong trào dân vận khéo, phụ nữ Hoành Bồ chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi. Trang địa phương kỳ này, chúng tôi sẽ làm rõ hơn những kết quả đạt được của các cấp phụ nữ Hoành Bồ trong nhiều năm qua. Hưởng ứng mô hình hũ gạo tiết kiệm, mỗi khi đến dịp mùng 8 tháng 3 hoặc 20 tháng 10, chị em phụ nữ thôn Đồng Quặng, xã Đồng Lâm lại đi quyên góp ủng hộ gạo. Những hũ gạo tiết kiệm như thế này đã kịp thời giúp đỡ các gia đình hội viên khó khăn, góp phần khơi dậy ý thức tự lực tự cường, tình yêu thương và sự đùm bọc sẻ chia lẫn nhau của các cán bộ hội viên phụ nữ toàn huyện. Từ đây, nhiều chị em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần, tạo điều kiện để họ vươn lên trong cuộc sống. Từ khi bắt đầu có nghị quyết của hội phụ nữ xã thì chúng tôi chị em bắt đầu thực hiện theo cái quy định ấy, là mỗi năm là vận động chị em đến cuối năm là đổ gạo để ủng hộ những chị em nghèo khó ở trong thôn bản. Hũ gạo tiết kiệm chỉ là một trong số rất nhiều mô hình mà Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoành Bồ cụ thể hóa chỉ thị số 03 CTTU của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện phong trào này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã hướng dẫn 100% đơn vị triển khai các chuyên đề học tập. Qua 5 năm triển khai thực hiện có gần 40.000 lượt cán bộ hội viên phụ nữ tham gia. Kết quả thực hiện có gần 34.000 lượt cán bộ hội viên phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ tiên tiến, bình quân đạt 90,4%, vượt 20,4% so với nghị quyết của tỉnh, vượt 5,4% so với nghị quyết của huyện và tăng 3% so với nhiệm kỳ trước. Các đơn vị, câu lạc bộ nữ công đã cụ thể hóa phong trào thi đua phù hợp với đặc thù công tác của đơn vị mình để vận động chị em đăng ký thực hiện, như phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà của khối nữ công khu vực hành chính và các doanh nghiệp, giỏi việc trường, đảm việc nhà của nữ công ngành giáo dục, đã thu hút 100% nữ công chức, viên chức và người lao động nữ tham gia. Riêng mô hình ống tiền tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm phát động trong tổ chức hội các xã thị trấn. Trong 5 năm qua, đã có trên 7.000 hội viên tham gia với số tiền tiết kiệm trên 1 tỷ đồng và trên 2 tấn gạo. Qua đó đã giúp đỡ được hàng trăm lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Xác định việc đẩy mạnh cuộc vận động, xây dựng gia đình 503 sạch là cách thiết thực nhất để vận động phụ nữ phát huy khả năng đóng góp vào nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, các cấp hội đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo bước chuyển biến tích cực trong lối nghĩ, cách làm, hướng dẫn để hộ gia đình hội viên phụ nữ chủ động thực hiện và tự đánh giá kết quả đạt các tiêu chí của cuộc vận động. Thực hiện phong trào này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tổ chức tuyên truyền đến 100% cán bộ hội viên phụ nữ. Kết quả có gần 18.000 lượt cán bộ hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện cả 8 tiêu chí 503 sạch. Qua bình xét có gần 12.000 lượt cán bộ hội viên đăng ký đạt cả 8 tiêu chí, đạt 68% trên năm. Đối với 13 trên 13 cơ sở hội đã chọn được 17 chi hội làm điểm thực hiện mô hình mẫu 3 sạch. Kết quả thẩm định cuối năm có 11 trên 17 chi hội đạt mô hình mẫu 3 sạch. Ngoài ra, các cơ sở hội đã gắn thêm 11 tuyến đường, nâng tổng số 39 tuyến đường xanh sạch đẹp tại các thôn khu và duy trì 2 lần một tháng dọn vệ sinh môi trường. Kết quả trên đã góp phần làm cho bản làng, thôn xóm, khu phố sạch đẹp văn minh hơn, đặc biệt đã tạo nên nề nếp ăn ở hợp vệ sinh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho chị em và gia đình. Chi hội chúng tôi hưởng cái phong trào 503 sạch và cũng thực hiện là từ năm 2010 đến nay là năm thứ 6. Và cái kết quả đạt được thì chúng tôi cũng đã làm tương đối tốt, cái kết đã vận động được chị em tham gia nhiệt tình vào cái phong trào 503 sạch để giữ gìn vệ sinh môi trường. Và chúng tôi duy trì dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm và tất cả những khu công cộng là vào ngày 25 hàng tháng. Và gần đây nhất thì là chúng tôi tham hưởng cái phong trào ngày chủ nhật xanh thì tổ chức vào làm vào ngày chủ nhật hàng tháng.
Cùng với phong trào 50 ba sạch giúp hoàn thành tiêu chí môi trường nông thôn mới, trong 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ cũng đã vận động gần 3.500 lượt hội viên tham gia lao động làm đường liên thôn, kênh mương nội đồng với trên 10.000 công lao động trị giá trên 800 triệu đồng, góp phần hoàn thành 40 km đường bê tông liên thôn, kênh mương nội đồng và vận động hội viên tham gia hiến 41.000 m2 đất ao, vườn tạp để làm đường xóm, đường liên thôn khu. Phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi đã được các cấp hội tích cực hưởng ứng. Nhiều mô hình được các cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng và giá trị kinh tế cao vào sản xuất như hoa cao cấp, rau an toàn, dừa các loại, chăn nuôi lợn rừng. Hàng năm, các cấp hội tổ chức đăng ký các mô hình phát triển kinh tế và nhân rộng mô hình kinh tế có hiệu quả. Đến nay, toàn huyện Hoành Bồ đã có trên 100 mô hình hộ gia đình và 13 tổ nhóm với gần 1.000 thành viên tham gia các mô hình phát triển kinh tế như trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ. Các mô hình kinh tế cho thu nhập bình quân từ 40 đến 50 triệu đồng một năm. Điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng La đã tích cực tham gia tổ hợp sản xuất và tiêu thụ các loại nấm, phát triển thêm 12 thành viên mới, tiếp tục sản xuất nấm sò, nấm linh chi. Kết quả thu được 15.000 bịch nấm sò, thu hoạch đạt trên 3 tấn, với thu nhập bình quân từ 2,7 đến 3 triệu đồng một hộ một tháng, và có 28.800 bịch nấm linh chi, thu được 100 triệu đồng. Trong cái nhiệm kỳ qua, nói về các mô hình phát triển kinh tế của Hội Phụ nữ xã Quảng Nam, thì trước hết phải nói đến cái phong trào và các cái nhiệm vụ trọng tâm. Thế thì 6 nhiệm vụ trọng tâm đấy thì phụ nữ cũng quan tâm tất cả các cái nhiệm vụ, nhưng đặc biệt là các cái mô hình phát triển kinh tế để tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên. Thế và cũng nắm bắt được cái cơ hội là được sự quan tâm của hội cấp trên, như là đảng ủy chính quyền địa phương, thì phụ nữ đã chú trọng vào các cái lớp dạy nghề, đào tạo ngắn hạn cho nông thôn. Thế và đặc biệt là từ năm 2012, 13, 14 thì phụ nữ đã tiếp cận với lại 3 lớp. Cái thứ nhất là về trồng hoa, cái thứ hai là trồng nấm. Thế và khi tham gia ra thì nó cũng có những cái thuận. Cái thuận là cái thứ nhất là được sự quan tâm đầu tư hỗ trợ ban đầu cho chúng tôi về cái lớp học. Cái thứ hai là về cái vốn để chúng tôi thực hành. Sau đó thì chúng tôi lại nắm bắt được cái cơ hội là cái chương trình xây dựng nông thôn mới có sự quan tâm đầu tư hỗ trợ để phát triển các cái mô hình tập trung. Thế thì từ cái đó thì chúng tôi đã vận động chị em tích cực nhiệt tình tham gia vào cái mô hình này. Thì từ khi mà chúng tôi phát triển cái mô hình nấm linh chi này thì thực sự là có hiệu quả. Và đến nay là chúng tôi đã duy trì phát triển được là 3 năm. Thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo của huyện, trong nhiệm kỳ qua, Hội Phụ nữ từ huyện đến cơ sở luôn tập trung thực hiện các mô hình giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Hội đã nhận giúp giảm nghèo 990 gia đình hội viên, trong đó giúp giảm nghèo cho 180 hộ gia đình phụ nữ nghèo làm chủ. Với nhiều hình thức giúp đỡ như hỗ trợ gạo, củi, cho vay vốn không lấy lãi, giúp công lao động và cây con giống, trị giá gần 900 triệu đồng. Hoạt động giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ ngày càng đi vào nền nếp. Các cấp hội đã tiến hành rà soát các tiêu chí, các địa chỉ cần giúp đỡ, đề ra các hình thức giúp đỡ phù hợp như giúp giống, vốn, ngày công, kiến thức, kinh nghiệm, hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương. Trong 5 năm, các cấp hội đã nhận giúp thoát nghèo có địa chỉ cho 400 hội viên, trong đó có 109 hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ, vượt 44 hộ so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Kết quả có 472 trên 547 bằng 86,3% hội viên đã thoát nghèo, tăng 21,3% so với nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Bằng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, từ năm 2012 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã nhận ủy thác cho gần 4.000 lượt hội viên vay với số tiền 80 tỷ đồng. Đến nay, dư nợ các nguồn vốn do hội quản lý là 67 tỷ đồng. Các hộ được vay vốn chủ yếu đầu tư phát triển kinh tế gia đình như mua cây con giống, kinh doanh dịch vụ. Thông qua hoạt động vay vốn, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo. Điều đáng ghi nhận là với sự năng động, sáng tạo, nhiều cán bộ hội viên phụ nữ Hoành Bồ đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên, tìm tòi nhiều cách làm mới, hiệu quả. Trên thực tế, đã có nhiều chị em phụ nữ phấn đấu vượt qua khó khăn, làm giàu chính đáng, trở thành những người sản xuất, kinh doanh giỏi.
Tôi đã tiếp cận nguồn vốn ngân hàng chính sách là đã đưa cái nguồn vốn này mang về để phát triển kinh tế gia đình này, như là chăn nuôi châu bò sinh sản và trồng rừng keo và trồng mía tím. Thì ngoài những chăn nuôi châu bò ra thì mô hình trồng mía ở đây thì đạt hiệu quả rất là cao. So với gia đình tôi thì một năm là bình quân thu nhập là như cây mía tím là thu nhập từ 4-50 triệu đồng trên một năm. Thì tôi thấy là cây mía tím này phù hợp với loại đất ở đây so với loại cây trồng khác. Mà trồng cây mía thì để phát triển kinh gia đình thì hầu đa số là chị em phụ nữ ở đây là đa số là trồng cây mía. Nhờ có nguồn vốn vay vốn đó và nhờ có cái mô hình trồng mía tím thì chị em đã nhiều chị em là phát triển được kinh tế gia đình là đạt năng suất cao so với lại các loại cây trồng khác. Để các phong trào của hội thật sự lan tỏa, 5 năm qua, các cấp hội trên địa bàn huyện Hoành Bồ đã nỗ lực không ngừng sáng tạo, đổi mới trong phương thức hoạt động, tạo nên sức mạnh tổng hợp và hiệu quả thiết thực ngay trong từng phong trào thi đua. Việc thực hiện các phong trào này đã và đang mang lại những lợi ích thiết thực được đông đảo hội viên phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng. Nhờ triển khai tốt nhiều mô hình mới, tổng hợp nhiều kinh nghiệm hay, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp phụ nữ trong huyện đã từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng trong công tác phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Có thể nói là trong 5 năm qua thì công tác hội phụ nữ thì đóng vai trò hết sức là quan trọng. Những năm triển khai thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong lĩnh vực mà chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo nghị quyết đại hội huyện Đảng bộ lần thứ 23 đặt ra, thì vai trò của tổ chức hội đóng một vai trò hết sức là quyết định trong cái việc tuyên truyền vận động phụ nữ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và tích cực tham gia giảm nghèo. Đấy là một cái nhiệm vụ hết sức quan trọng của tổ chức hội trong những năm qua. Ban thường vụ huyện ủy thì rất là ghi nhận những kết quả của tổ chức hội trong những năm qua. Hiện nay cái tỷ lệ mà cái phụ nữ tham gia phát triển kinh tế thì cũng chiếm số đông. Đấy, đã góp phần không nhỏ vào cái việc phát triển kinh tế xã hội chung của huyện và các cái nhiệm vụ chỉ tiêu của tổ chức hội đặt ra đấy. Thì qua nghe báo cáo chung thì chúng tôi thấy là cũng rất là đáng là ghi nhận. Hầu hết các chỉ tiêu nhiệm kỳ vừa qua mà Đại hội Phụ nữ đặt ra đều là hoàn thành các cái chỉ tiêu. Trong nhiệm kỳ tới chúng tôi hy vọng là Hội Phụ nữ cũng có rất nhiều những cái sáng tạo hơn và có nhiều việc làm cụ thể hơn trong cái việc tham gia phát triển kinh tế xã hội của huyện. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của huyện ủy Hoành Bồ và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh, cùng với đội ngũ cán bộ hội năng động, sáng tạo, dân chủ trong quá trình chỉ đạo, sự đoàn kết nhiệt tình, nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp hội viên, nên công tác hội và phong trào phụ nữ ở Hoành Bồ luôn duy trì phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Hầu hết các chỉ tiêu đều hoàn thành và vượt so với nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2011-2016 đã đề ra. Trong cái nhiệm kỳ tới thì chúng tôi tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động và ba cái nhiệm vụ trọng tâm, đó là tổ chức tốt phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 503 sạch, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào thi đua dân vận khéo. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động phụ nữ Hoành Bồ chung tay bảo vệ môi trường và thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, và tập trung thực hiện 3 cái nhiệm vụ trọng tâm. Một là vận động phụ nữ phát huy truyền thống, rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hai là vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, trong đó tập trung đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, vươn lên thoát nghèo, đặc biệt là quan tâm đến cái đối tượng phụ nữ làm chủ hộ, phụ nữ đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ba là xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia xây dựng đảng, chính quyền, thực hiện giám sát phản biện xã hội. Với những kết quả đạt được, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hoành Bồ đã thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp. Trong nhiệm kỳ tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, nâng cao vai trò vị thế trong gia đình và xã hội. Đồng thời tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang của người phụ nữ Việt Nam.